Vâng, em xin chào tất cả các bác. Đây là con CD307RG, hàng đỉnh điểm của Sony. Hết số đầu 7 nha các bác. Con này về sáng với tình trạng là rất là mới để các bác sưu tầm. Đây là những con CD đẳng cấp, dòng CD chuyên nghiệp. Với đó nghe CD thì các bác không thể bỏ qua những con đẳng cấp như là 307RG. Nếu đầu năm thì có 305RG, nhưng mà đầu 307RG thì chắc âm nó đỉnh đám rồi, nó cực kỳ là nổi tiếng rồi nha các bác. Và nó thiết kế rất là đẹp, âm thanh là trên nó tuyệt vời. Đây là con vĩ điểm của em nó. Tí nữa em sẽ test và cũng như là cho các bác xem bên trong. Hầu như CD thì bên trong nó con nào cũng mới hết trơn, tại vì nó không có lỗ thoát khí nên là bụi nó không có thể bay vào được. Đây là những sản phẩm hàng tuyển kỹ lưỡng để đưa đến các bác sưu tầm, chơi trưng bày, bỏ đồng tiền ra các bác mua hàng nó chất lượng. Và thứ hai, khi các bác mua những con nó đẹp như thế này, khi các bác nâng cấp nó rất là dễ dàng và nó không bị mất giá nhiều. Tóm lại là nó rất là dễ nâng cấp, các bác bán một cái là người ta mua liền. Nếu các bác giữ kỹ, mà đa số các bác đã xài tới con này á, thì các bác rất là yêu quý những cái sản phẩm audio. Nhiều bác rất là kỹ lưỡng, nghi xong là tủ lại luôn ạ. Khi các bác xài 3-4 tháng các bác nâng cấp thì nó vẫn như mới. Đó là tình yêu của audio. Những cái sản phẩm này các bác rất là yêu quý nó, thì những sản phẩm sẽ được lưu giữ và sẽ không bao giờ cũ được. Nói chung là của bên là tại người thôi. Mà các bác cứ mua hàng nó đẹp thì các bác sau này khi bán nó dễ, lỗ nó ít. Có khi nhiều cái sản phẩm nó lên giá thì các bác lại lời. Nếu bán cho những anh em hay là những người người ta thích, đang cần người ta mua, hay là mua bán có thể lời thêm vài trăm hay là vài 1 triệu gì đấy. Còn khi nó có bán lại cho lái thì các bác lại ít lỗ 10% hay là bao nhiêu đó. Nói chung là rất là dễ dàng. Đối với những sản phẩm hàng đẹp thì các bác nâng cấp thì nó dễ lắm. Đây là phía sau của em nó. Mới không các bác? Mới ten. Con này series là 2010 nhé. 2010 CD37RG tích hợp cổng ba lăng cho các bác này, hai cổng đợi ông sen ra này. Đây là cái cổng để cho tín hiệu ba lăng này, cổng optical, cổng social. Và sau đây em sẽ mở cái này ra rồi kém điện test cho các bác luôn nha. Các bác để chốt hàng các bác liên hệ cho em. Nếu các bác ở xa các bác cọc tiền thì cọc khoảng 10%, hoặc là các bác chuyên con đủ thì em sẽ bớt 200-300 gì đấy. Thường thường em sẽ bớt 300.000 cho sản phẩm cao cấp lớn như thế này. Giá em luôn luôn cân đối cho các bác mua hàng đúng và chắc bãi và hàng đẹp cho các bác nha. Đây, đẹp kim công nha các bác, đẹp chi tiết rõ nét nha. Và bên em cũng có cả 305RG nha các bác, 305RG nghe rất là hay nha. Trong tầm tiền trên 10 triệu thì có yêu thích Sony thì các bác lựa chọn 305RG giá 12 triệu. Rồi đây là khiển của nó nha các bác, thì em test thì không cần khiển. Đây, êm mái nhẹ nhàng. Em bỏ vào đĩa vào này. Đĩa copy hình như Marcel. Đây, cái này, phần bên trong ruột gan của nó này. Có thấy đã và mới không? Sạch sẽ không? Sườn đỏ chót luôn nha. Mình bấm play vào. Nhưng CD Sony thì tuyệt vời rồi. Về âm thanh cũng như là cái tốc độ đọc mic của nó thì Vivo Sony đứng đầu trong top là mic đẹp nhanh như gió nha các bác. Nó chơi Sony là sướng lắm. Tiếng sáng chi tiết rõ nét, nịnh tai, mịn màng. Và thứ hai, cái tốc độ đẹp của mic của nó làm chúng ta nó thoải mái lắm, chứ không như những cái hãng khác. Đời năm cũng chạy cũng nhanh đó nha các bác. Đời năm nó những cái đời mà đời 8X, 9X á, trở lại thì nó vẫn sử dụng mic của Sony nên là tốc độ đẹp cũng rất là nhanh. Chỉ là cái đời mới hay end thì nó hơi chậm nhá. Đời mới nó chạy mic cơ nên cho chúng ta cảm giác rất là khó chịu khi những xài những cái đồng đời mới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào chốt thì liên hệ cho em nha. Giá 22 triệu các bác chỉ còn đổ bớt 300.000, còn 21.700.000 nha các bác, đã bao ship nha. Bên em bán bao ship này, em cân đối giá rất kỹ lưỡng cho các bác rồi.
nên các bác yên tâm về giá cả cũng như độ đẹp, độ chất lượng của sản phẩm bên em đưa đến cho các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ follow kênh và đăng ký kênh nha.